Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã tiếp và làm việc với tập đoàn dược phẩm Bio Cuba Pharma do bà Nokit Atega Moran, giám đốc làm trưởng đoàn. Chào mừng bà giám đốc cùng các thành viên của tập đoàn dược phẩm Bio Cuba Pharma đến làm việc với Bộ Công an. Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba có mối quan hệ rất chặt chẽ, trong đó y tế là một trong những lĩnh vực ưu tiên hợp tác và đã đạt được một số thành công ban đầu. Các bệnh viện hạng 1 của Bộ Công an Việt Nam có quan hệ trực tiếp với bệnh viện CIMEC Bộ Nội vụ Cuba. Với những thành công trong công tác nghiên cứu, phát triển, sản xuất các sản phẩm dược phẩm sinh học của Bio Cuba Pharma, Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng buổi gặp sẽ là cơ hội tốt để góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực y tế nói chung, cũng như giữa tập đoàn với các cơ sở y tế của Bộ Công an nói riêng. Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, Bộ Công an Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để sớm đưa các sản phẩm của Bio Cuba Pharma được sử dụng tại Việt Nam, trong đó có thông qua Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng các sản phẩm sinh học dược phẩm Cuba của Bộ Công an. Nghiên cứu việc chuyển giao công nghệ sản xuất một số loại thuốc Cuba có thế mạnh cho Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng các sản phẩm sinh học dược phẩm Cuba của Bộ Công an để có thể sản xuất, phân phối tại Việt Nam. Cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp. Bà Nokit Atega Moran mong muốn Bộ Công an Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ là cầu nối để duy trì, phát triển mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực y tế, sản xuất dược phẩm giữa Việt Nam và Cuba nói chung và giữa các cơ sở y tế của Bộ Công an Việt Nam và tập đoàn Bio Cuba Pharma nói riêng vì nhân dân hai nước. Hôm nay tại Công an tỉnh Sơn La, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Nhiệt liệt chào mừng đồng chí Trung tướng Lê. Tại buổi lễ công bố, thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sơn La. Thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đến nhận công tác và giữ chức vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động từ ngày 6 tháng 11 năm 2024. Phát biểu giao nhiệm vụ tại lễ công bố, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng chúc mừng các đồng chí được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ công tác mới, bày tỏ vinh dự, vui mừng nhận trọng trách mới. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân và Đại tá Đặng Trọng Cường trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tin tưởng giao cho các đồng chí nhiệm vụ mới, đồng thời thể hiện sự quyết tâm tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phát huy khả năng, sở trường, kinh nghiệm công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bộ Công an tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống rửa tiền, đó là một trong những nội dung được Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, nhấn mạnh tại buổi tiếp ngài Mitsutoshi Kajikawa, đồng chủ tịch nhóm châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền APG, trưởng đoàn công tác của APG, diễn ra vào chiều ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội. Dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo các tổ chức hỗ trợ kỹ thuật quốc tế như Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an Việt Nam. Chào mừng ngài Mitsutoshi Kajikawa cùng đoàn công tác tới làm việc với Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, thời gian qua Bộ Công an Việt Nam đã có những chỉ đạo quyết liệt trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố. Trong công tác hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm nguồn nói chung, tội phạm rửa tiền nói riêng, Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp với các quốc gia đàm phán thỏa thuận ký kết nhiều bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Bên cạnh đó, Bộ Công an Việt Nam đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cơ quan điều tra các cấp về điều tra tài chính, điều tra tội phạm nguồn gắn với điều tra tội phạm rửa tiền. Ngoài ra, Bộ Công an đã đẩy mạnh phối hợp với nhiều quốc gia trong công tác xác minh, xử lý các vụ án, vụ việc về tội phạm nguồn nói chung, tội phạm rửa tiền nói riêng. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng bày tỏ mong muốn APG và các tổ chức quốc tế sẽ tiếp tục tích cực hỗ trợ Bộ Công an trong công tác đào tạo, tập huấn để nâng cao nhận thức, năng lực, kỹ năng điều tra về tài chính, điều tra rửa tiền để có thể kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý hiệu quả tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố. Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã dành thời gian tiếp. Ngài Mitsutoshi Kajikawa chia sẻ, chiều cùng ngày, APG đã có buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Nội dung buổi làm việc nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành, trong đó có Bộ Công an Việt Nam để đạt được các mục tiêu trong kế hoạch hành động về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đoàn công tác của APG cam kết sẽ trao đổi, làm rõ quy định, quy trình
và yêu cầu của lực lượng đặc nhiệm tài chính FATF, cũng như đề xuất các hỗ trợ kỹ thuật cần thiết cho các bộ ngành của Việt Nam để triển khai đồng bộ, hiệu quả, khả thi trong hoàn cảnh Việt Nam để thực hiện cam kết với FATF xây dựng triển khai cơ chế phòng chống rửa tiền của Việt Nam đáp ứng theo chuẩn mực quốc tế. Hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2025, 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 19 tháng 8 năm 2005, 19 tháng 8 năm 2025 và tổng kết 50 năm nền văn học nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025. Vào chiều ngày hôm nay, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công an phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức khai mạc trại sáng tác mỹ thuật lần thứ 5 với chủ đề Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Tiếp nối thành công của những trại sáng tác mỹ thuật trước đây, năm nay đặc biệt hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, chủ đề trại sáng tác sẽ được trải dài suốt 80 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, từ thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cho đến thời kỳ xây dựng, đổi mới đất nước với bao chiến công vang dội, những tấm gương hy sinh vì bình yên Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân. Đòi hỏi cái trại lần này chúng tôi tập trung vào làm sao để các tác giả trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân đi sâu vào khai thác đúng mục đích yêu cầu của trại, và đặc biệt là những cái sản phẩm của trại sau khi kết thúc bế mạc thì sau này là chúng tôi sẽ đưa vào cái triển lãm 80 năm của Công an nhân dân. Thứ hai nữa là đưa vào để triển lãm trong các cái hội thảo, hội nghị rồi tiếp khách đối ngoại của lãnh đạo bộ, là những cái tranh nó phản ánh thực sự các lĩnh vực đời sống công an trong suốt quá trình 80 năm xây dựng trưởng thành, những tấm gương hy sinh, những tận tụy, những mất mát của lực lượng Công an nhân dân để bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân. Với sự tham gia của 43 họa sĩ đến từ trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân, trại sáng tác hứa hẹn sẽ mang lại những tác phẩm có chất lượng về nội dung và nghệ thuật. Quy mô rất là lớn, đề tài rất là rộng, và những người họa sĩ của chúng tôi là ai cũng đều có những ấp ủ riêng cho mình về cái đề tài sáng tác. Nhưng mà thật ra là nói là nó rộng quá, nhưng mà chắc chắn chúng tôi sẽ làm được điều đó. Và chúng ta đã được có thông tin và được ấp ủ thời gian cũng dài, và sau chuyến này đi thì chúng ta sẽ xâm nhập thực tế ở các nơi và sẽ ghi chép bằng ngôn ngữ của mình về, sẽ lên những đề tài, những tác phẩm lớn và sẽ gửi ra. Với sự chuẩn bị công phu cùng sự tham gia nhiệt tình của đông đảo họa sĩ trong và ngoài lực lượng, trại sáng tác hứa hẹn sẽ mang lại những tác phẩm mỹ thuật có chất lượng nghệ thuật để hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân vừa cao đẹp vừa gần gũi với nhân dân. Thưa quý vị, chung tay bảo vệ an toàn phòng cháy chữa cháy, cuối tuần qua tuổi trẻ công an thủ đô đồng loạt ra quân triển khai công trình thanh niên tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với loại hình nhà trọ, chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh tại các ủy ban nhân dân, công an cấp huyện, ở cấp xã và các điểm lưu động trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tờ rơi, affix, video trực quan sinh động, những buổi nói chuyện, tọa đàm sôi nổi, hấp dẫn, thực hành kỹ năng sử dụng các thiết bị chữa cháy, sơ cấp cứu ban đầu hay những tình huống thoát hiểm. 35 đội tình nguyện của Ban Thanh niên Công an thành phố triển khai rộng rãi việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thông qua các hình thức đa dạng, phong phú, lan tỏa nhiều kinh nghiệm, bài học, mô hình phòng cháy chữa cháy đến từng đơn vị, từng người dân. Triệt để phương châm 4 tại chỗ, lực lượng ở trong dân, phương tiện ở trong dân, hậu cần ở trong dân, chỉ huy ở trong dân, phát huy sức mạnh toàn dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy, với mục tiêu an toàn tính mạng của người dân là trên hết, trước hết. Tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự. Liên quan đến vụ máy bay quân sự rơi ở Bình Định, tối ngày hôm nay, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định cho biết, lúc 20 giờ cùng ngày thì lực lượng chức năng đã gặp được phi công Thượng tá Nguyễn Hồng Quân.
Theo Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, hiện trạng sức khỏe của phi công Nguyễn Hồng Quân hơi yếu nhưng nói chuyện bình thường. Trong khi đó, thì nước suối lớn, vách đá hiểm trở nên lực lượng chức năng đang tìm đường xuống. Khu vực phát hiện phi công Nguyễn Hồng Quân là rừng thuộc xã Tây Phú, huyện Tây Sơn. Riêng Đại tá Nguyễn Văn Sơn, lực lượng chức năng cũng đã định vị được vị trí nhưng chưa tiếp cận được. Theo ghi nhận của phóng viên, trong tối ngày 6 tháng 11 tại huyện Sơn Tây có mưa rất lớn. Lực lượng chức năng đang được huy động chia làm nhiều mũi để tìm kiếm các phi công và vị trí máy bay YAC-130. Lực lượng Bộ đội Biên phòng chủ trì phối hợp với lực lượng công an và các lực lượng liên quan vừa triệt phá thành công một đường dây vận chuyển ma túy đá với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam. Vào lúc 14h30 phút ngày 4 tháng 11 vừa qua tại khu vực cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 5 đối tượng người nước ngoài, 2 nam 3 nữ đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 70kg ketamin và một xe ô tô biển kiểm soát Lào. Đáng chú ý, số ma túy trên được các đối tượng ngụy trang dưới các dạng gói trà và cất giấu hết sức tinh vi tại các vị trí trên xe ô tô biển kiểm soát 1628. Hiện chuyên án đang được các đơn vị chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ bắt giữ này cho thấy sự phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 5 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông vừa tiến hành xử lý một trường hợp tài xế chống đối người thi hành công vụ, cố tình luồn lách trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, gây mất an toàn cho các phương tiện khác đang lưu thông với tốc độ cao. Cụ thể, tài xế Phạm Ngọc Thoại trú tại tỉnh Hải Dương điều khiển ô tô tải mang biển kiểm soát 34C33806 chở hàng lưu thông hướng Nam Bắc. Đến km số 4 thuộc cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, tài xế đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe kiểm tra phương tiện của tổ công tác đang làm việc. Tài xế đã có biểu hiện chống đối, cố tình luồn lách, bỏ chạy, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác đang lưu thông trên cao tốc. Sau khi dừng phương tiện kiểm tra, tài xế tiếp tục không chấp hành và có thái độ chây ì với cơ quan chức năng. Đến 17 giờ cùng ngày, tổ cảnh sát giao thông đã tiến hành cẩu xe và lập biên bản người điều khiển phương tiện về hành vi chống đối người thi hành công vụ, chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép đối với ô tô tải và tạm giữ giấy phép lái xe 2 tháng theo quy định. Hiện bão Yinsing đang hoạt động trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon, Philippines. Dự báo ngày 8 tháng 11, bão di chuyển vào Biển Đông với cường độ cấp 13, giật cấp 16. Đồng thời, trong những ngày vừa qua, khu vực miền Trung đã có mưa to đến rất to. Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, mưa lớn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công điện đề nghị các bộ ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, quản lý các phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng, các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn hồ chứa nước và hạ du, chủ động vận hành hồ chứa đảm bảo dung tích đón lũ theo quy định và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra, đồng thời sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Thưa quý vị, trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa to, có nơi được đo như xã Trà Thanh, huyện Trà Bồng, 431mm đã khiến nước lũ trên các sông ở Quảng Ngãi dâng cao, có nguy cơ gây ngập úng. Lũ trên sông Trà Câu lên cao trong ngày 6 tháng 11 và đạt đỉnh là 4,82m và đang xuống chậm. Lũ trên các sông Trà Bồng, Trà Khúc và sông Vệ đang lên nhanh. Dự báo trong 3 đến 6 giờ tới, lũ trên sông Vệ tại trạm sông Vệ đạt đỉnh ở mức trên báo động 2. Mưa lớn, nước lũ gây ngập ở các tràn, sạt lở nhỏ trên một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ của tỉnh. Nước lũ dâng cao có nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng thấp. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức rà soát khu dân cư có nguy cơ ngập úng, sạt lở, sẵn sàng triển khai phương án di rời, sơ tán dân đến nơi an toàn. Sau hơn 5 tiếng đồng hồ bị tắc đường, đến chiều nay ngày 6 tháng 11 thì tuyến đường Trường Sơn Đông đoạn qua xã Ngọc Tem, huyện Con Plông, tỉnh Kon Tum đã được thông tuyến tạm thời.
Theo tính toán thì tổng khối lượng đất đá bị sạt lở trôi xuống mặt đường Trường Sơn Đông là gần 700 mét khối. Lực lượng chức năng bố trí phương tiện san ủi vét tạm vừa cho người và phương tiện đi qua vị trí sạt lở do đồi cao. Phía trên còn nước mưa nhiều nên bùn đá đất trên đỉnh vẫn đang rơi sạt xuống. Vị trí sạt lở khó mở rộng đường vì một bên là ta luy âm, ta luy dương là vách đá cao gần 100 mét dựng đứng. Hiện thời tiết vẫn đang mưa, việc đi lại qua vị trí này rất nguy hiểm. Chính quyền vẫn cắm biển cảnh báo người dân qua lại.